Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vì Sao. Có một số hiện tượng kỳ lạ mà camera vô tình ghi lại được nhưng không có cách nào giải thích nổi, giống như hiện tượng ngựa chạy được trên mặt nước, có làm cho bạn ngạc nhiên không? Hay chuyện gì xảy ra với mắt của nữ hoàng Anh vậy nhỉ? Còn hiện tượng một chiếc xích đu trong công viên liên tục di chuyển dù không hề có gió thổi, hoặc chiếc túi tự đi bộ trên đường như này có khiến cho bạn run sợ? Mời các bạn chuẩn bị tinh thần để cùng kênh Vì Sao khám phá những hiện tượng kỳ lạ được camera ghi lại ngay sau đây nhé! Nai sừng tấm chạy trên nước. Các bạn có nhìn thấy con nai sừng tấm đang chạy trên mặt nước kia không? Thật không thể tin được, đây hoàn toàn là một video có thật được người đi thuyền quay lại được. Dường như chú nai sừng tấm này có một khả năng đặc biệt thách thức mọi định luật vật lý, và cả cộng đồng mạng đang không biết lý giải hiện tượng kỳ lạ này ra làm sao. Các bạn có ý tưởng nào không? Bình luận ngay cho tôi biết nhé! Mắt nữ hoàng Anh đổi màu. Trong trận đấu polo chung kết cúp nữ hoàng được nhiều quan chức đến tham dự, đặc biệt có cả nữ hoàng Anh. Nhưng khi máy quay tiến gần thì bất chợt mọi người nhận ra mắt bên trái của nữ hoàng không hiểu sao lại chỉ thấy toàn màu đen mà không có lòng trắng. Video này hoàn toàn có thật và không rõ vì sao mắt của nữ hoàng lại bị như vậy. Các bạn thấy sao? Xích đu bị ma ám. Tại một công viên đầy nắng, đầy phụ huynh học sinh và hoàn toàn không có gió, có một hiện tượng khiến cho các bậc cha mẹ cực kỳ sợ hãi khi thấy một chiếc xích đu tự dưng di chuyển mạnh như có ai đó đang đu vậy. Đặc biệt, chiếc xích đu này không hề có hiện tượng dừng lại mà lại càng ngày càng đu mạnh hơn, trong khi các xích đu bên cạnh thì đứng yên. Bạn có lời giải thích nào cho tình huống đáng sợ này không? Túi biết đi. Bạn có bao giờ tin rằng túi ni lông có thể đi được không? Sau khi xem video này có thể bạn sẽ tưởng tượng rằng đây là kỹ xảo điện ảnh, nhưng không. Đây chính là đoạn video được người đi đường quay lại được. Bạn có thể thấy chiếc túi bước đi như một em bé mặc quần yếm vậy. Hiện tượng kỳ lạ này đang gây xôn xao dư luận. Có người cho rằng chỉ là do gió thổi bay chiếc túi mà thôi. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy nó không hề bay mà nó bước đi từng bước một như một con người. Hiện chưa có ai có thể giải thích nổi hiện tượng này. Bạn có ý tưởng gì không? Bình luận ngay cho tôi biết nhé! Người đàn ông không đầu. Nếu một ngày bạn bắt gặp một người không đầu đi lại trên đường như thế này thì bạn sẽ nghĩ sao? Video này được quay bởi một người đàn ông khi đang lái xe trên đường thì bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một người đi bộ trên vỉa hè hoàn toàn không có đầu các bạn ạ. Rất nhiều người không tin vào điều này nhưng trong lịch sử thần thoại cổ có nói đến sự tồn tại của người không đầu. Vậy đây có thực sự là người đàn ông trong truyền thuyết không? Bạn nghĩ sao về điều này? Mèo giả vờ chạy bộ. Một chủ cửa hàng ở Yokohama, Nhật Bản đã giật mình khi thấy một con mèo đang cố gắng bước đi. Nhưng điều kỳ lạ là mặt đường không hề trơn trượt, cũng chẳng phải là băng chuyền gì mà có thể làm cho con mèo hành động như đang chạy trên máy chạy bộ vậy. Và nó chỉ dừng lại khi thấy một người đàn ông tiến lại gần. Chắc có lẽ mèo ta cũng biết ngại thì phải. Ấy thế mà ngay khi người đàn ông bỏ đi, mèo ta lại bắt đầu đi tiếp. Bạn nghĩ con mèo này đang có ý đồ gì? Chiếc lá lơ lửng trong không trung. Khi gặp gió, những chiếc lá thường bay lả tả và cuối cùng là tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Nhưng chiếc lá này lại làm điều ngược lại các bạn ạ. Bạn có phát hiện ra điều gì đặc biệt không?
Vâng, chiếc lá này cứ lơ lửng trong không trung mãi mà không hề rơi xuống đất. Đoạn video này được một người ghi lại khi đang ở trong rừng Minsk, Belarus. Anh ta cho hay thời điểm quay video không hề có gió, nhưng không hiểu sao chiếc lá cứ lơ lửng mãi như vậy. Nếu nhìn kỹ chiếc lá thì có vẻ như nó quá nhẹ so với không khí khiến nó lơ lửng. Bạn nghĩ sao về điều này? Xác ướp đuổi theo xe với tốc độ kinh hoàng. Hai thanh niên đang lái xe rất nhanh trên đường cao tốc thì bất chợt thấy một sinh vật kỳ lạ đuổi theo với tốc độ kinh hoàng. Nó cố gắng chạy đến gần nhất có thể. Chính vì thế mà họ có thể nhìn thấy rõ hơn về hình dáng với vải cuốn quanh người như xác ướp Ai Cập và một đôi mắt phát sáng. Chưa kể đến tốc độ chạy của nó thật khủng khiếp, suýt nữa thì đuổi kịp chiếc xe. Cũng may mà chiếc ô tô kịp trốn thoát chứ không thì cũng không biết hậu quả ra làm sao các bạn ạ. Nếu bạn thấy thích video thì đừng tiếc tặng cho tôi một like và một sub. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tới nhé. Bye bye.